Chào các bạn, mình là Ninh Táo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học bộ kim. Bộ kim này thì nó sẽ biểu nghĩa liên quan tới kim khí, liên quan tới cả đồng tiền nữa, những cái vật về kim loại. Thế với cái bộ kim này thì nó sẽ được viết, nếu như nó được viết ở phía bên tay trái thì nó sẽ được viết dạng biến thể như thế này nhá. Các bạn có thể thấy được một nét phẩy ngắn, sau đó là kéo theo là 3 nét ngang ngắn ở phía dưới không ạ? Ở phía dưới nữa thì nó sẽ là viết dạng theo kiểu là ngang ngắn, chứ nó cũng không phải là hất, mà sổ hất ở phía dưới mới là nét sổ hất nhá. Sổ thì các bạn sẽ cắt qua hai nét ngang ở phía dưới, hất nhẹ dưới, từ dưới hất lên trên. Tiếp theo là nếu như các bạn là trong quá trình các bạn luyện chữ Hán mà có gì thắc mắc thì các bạn có thể hỏi mình nhá. Các bạn nào chưa có tài liệu về chữ Hán như thế này thì các bạn có thể liên hệ với mình, vì bên mình có cả bút viết chữ Hán nữa. Nếu như các bạn mà viết mà các bạn chưa tìm được cái loại bút nào ưng ý thì các bạn có thể tìm mình nhé.